Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các quan chức Trung Quốc chỉ ra rằng, lũ sông Hoàng Hà số 1 năm 2023 hình thành ở Trung Lưu vào ngày hôm thứ Năm và đổ xô về phía Hạ Lưu. Hôm nay nó đi qua tỉnh Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360 m. Các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực để xả lũ. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy, do dòng chảy của sông Vệ Hà và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn thông quan ở giữa đoạn của sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090 m vào lúc 11 giờ đêm hôm thứ Năm. Đây là trận lũ số 1 trên sông Hoàng Hà năm 2023. Khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam vào ngày hôm qua. Hồ chứa địa phương đã đo được trận lũ lớn nhất trong 42 năm qua vào hôm nay, với tốc độ dòng chảy là 8.360 m. Lưu lượng lũ sông Hoàng Hà năm 1979 cao tới 11.000 m khối giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 cửa xả để xả lũ. Các quan chức Tam Môn Hiệp cho biết, dòng chảy từ trung và thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới, thời gian đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ. Mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát, chưa công bố có thiệt hại hay không. Thưa quý vị, kể từ cuối tháng vừa qua, hơn chục tỉnh thành ở trung và hạ lưu sông Dương Tử hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt ngoài tầm kiểm soát. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua, theo thống kê, hơn 11,5 triệu người ở 8 tỉnh bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ gây ra, khiến 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 94,4 tỷ đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, những trận mưa xối xả gần đây ở trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc đã gây ra cái mà giới truyền thông mô tả là trận lũ số 1 sông Dương Tử, đổ xô đắp đê gần sông Tương Giang và các con sông khác, gây ra hơn 11,5 triệu người bị ảnh hưởng, 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 94,4 tỷ đài tệ. Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, cho biết vào ngày hôm qua rằng Hồ Nam được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị để kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp, và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia sẽ hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, để phòng chống lũ lụt, các doanh nghiệp trung ương như State Grid, China State Construction, China Huajian, China Southern Power Grid, China Jai I Group cũng tham gia đội chống lũ và tham gia công tác cứu hộ và bảo trì. Còn tại các tỉnh phía Đông Nam Trung Quốc cũng đã bước vào mùa mưa. Mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, ngày hôm qua một số con sông ở tỉnh Chiết Giang dâng cao. Mực nước tại Ga Lan Tây ở Lan Giang cao tới 32,04 m, chỉ đứng sau tháng 6 năm 1955. Trận lũ tháng 6 năm 1955 cao 33,49 m, là trận lũ lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường trong hơn 80 năm qua. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, mưa lớn những ngày gần đây ở tỉnh Chiết Giang đã khiến mực nước của các con sông và hồ chứa lớn trong lưu vực sông Tiền Đường tiếp tục dâng cao, gây cảnh báo cho mực nước của 6 hồ chứa lớn và 38 hồ chứa cỡ vừa nhất là hồ chứa ở Chiết Giang. Mực nước tại Ga Lan Tây ở Lan Giang đạt 32,04 m vào lúc 8 giờ tối qua, mức nước cao nhất kể từ tháng 6 năm 1955. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã cử 3.000 quân đến ứng cứu thiên tai. Ngoài ra Giang Tây, Chiết Giang, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây và các tỉnh khác cũng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Riêng tỉnh Giang Tây có tới 1,563 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết, 16 người mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập. Tại tỉnh Quý Châu hơn 800.000 người dân bị ảnh hưởng, với 16 người chết và 9 người mất tích. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc thậm chí còn bị buộc tội xả lũ mà không thông báo trước. Hậu quả là người dân làng ở làng Đại Tây An, ở hạ lưu sông Kỳ Lý nước dâng cao trước khi họ có thể sơ tán kịp thời. Nước dâng cao khiến 45 người chết và 23 người mất tích. Tuy nhiên, Phó Thị trưởng thành phố Hình Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, nhấn mạnh rằng lũ sông Kỳ Lý là do các yếu tố tự nhiên và không phải do con người xả lũ gây ra. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, những trận mưa xối xả ở Hà Bắc đã gây ra lũ lụt. Chính quyền không thông báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ. Nhận xét này ngay lập tức được đưa lên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều cuộc thảo luận rất gay cấn. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Hình Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Phó thị trưởng nhấn mạnh, lũ lụt là do nguyên nhân tự nhiên gây ra, không phải do con người xả lũ, và nhấn mạnh rằng sau khi lũ lụt xảy ra,
hệ thống cứu trợ thiên tai lần đầu tiên được kích hoạt và mọi nỗ lực đã được thực hiện để cứu người. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, tại thành phố Hình Đài đã có 45 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Quý vị thân mến, lũ lụt hiện đang lan rộng khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc. Chỉ riêng tại huyện Kinh Hưng, tỉnh Hà Bắc đã có 56 người thiệt mạng và 35 người mất tích. Điều kỳ diệu đã xảy ra tại một vùng nông thôn tên là thị trấn Tiêu Tác của huyện Kinh Hưng. Hình ảnh một số thanh niên đang đứng dựa vào trên một cột điện thoại cứu đã được 17 phụ nữ già yếu và trẻ em. Theo báo cáo của Cover News, có một trận mưa lớn vào 2 ngày trước, và lúc 6 giờ chiều nước lũ bất ngờ tràn về gây ngập đường phố. Lúc này Triệu Xuân Nguyên, một người đàn ông 39 tuổi, mở một quán mì ở thị trấn vội kêu gọi khách đóng cửa chặn nước. Cuối cùng không chịu nổi sức nước lũ vẫn phá cửa tràn vào nhà hàng. Trương Kim Thư, hàng xóm của Triệu Xuân Nguyên, ngay lập tức đề nghị trèo lên mái nhà từ cột điện. Nhưng khi đến cột điện, họ lập tức nhận ra rằng có rất nhiều trẻ em và phụ nữ đang chờ giải cứu, nên trước tiên họ đã hộ tống 3 đứa trẻ và 5 người phụ nữ lên cột điện. Đàn ông trèo lên đón trước, người già yếu, phụ nữ và trẻ em lần lượt được đưa lên mái nhà. Triệu Xuân Nguyên, chủ quán mì là người cuối cùng đi lên, kể lại khi trèo lên cột điện nước đang ngập đến cổ, tình hình khá nguy kịch. Kiểm kê lần cuối, trên mái nhà có 8 phụ nữ và trẻ em, 9 cụ già trên 60 tuổi và 5 nam thanh niên khỏe mạnh, 22 người ở trên mái nhà cho đến trưa ngày hôm sau khi nước lũ rút và thị trấn Tiêu Tác bị lũ tàn phá nặng nề. Lũ tại sông Dương Tử cũng đã ảnh hưởng đến 50 triệu người. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc đã trải qua 27 trận mưa lớn trong năm nay, khiến hơn 50 triệu người ở 625 quận, huyện, thành phố của 10 tỉnh trong cả nước bị ảnh hưởng và 222 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế lên tới 103 tỷ NDT, tương đương khoảng 494,4 tỷ đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, sông Dương Tử ở Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng như năm 1996. Tổng cộng 625 quận, thành phố và huyện ở 10 tỉnh của Trung Quốc, khoảng 51,19 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lớn, hơn 2,89 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp. Lũ lụt đã làm sập 110.000 ngôi nhà và phá hủy 4.167.000 ha hoa màu, với tổng thiệt hại khoảng 494,4 tỷ đài tệ. Báo cáo cho biết rằng chính quyền Trung Quốc hiện đang huy động 4 triệu người để bảo vệ bờ kè ở lưu vực sông Dương Tử, được gọi là thân cây sông Dương Tử. Tổng cộng đã có 27 trận mưa lớn xảy ra kể từ đầu mùa lũ và không loại trừ khả năng có mưa lớn trong thời gian tới, cũng như dự báo có những cơn bão mạnh có thể tiến sâu vào nội địa Trung Quốc. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng hàng triệu người. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày hôm qua, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích, hơn 2,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và lũ lớn đã xảy ra. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 14 người chết, 12 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Giang Tây, 11 người chết, 1 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 6 người chết, 2 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 570.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 170.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 200.000 ha. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy, và lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Kính thưa quý vị, vào khoảng nửa đêm hôm kia, lũ quét bất ngờ đổ về tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Theo báo cáo chính thức của DTC, tính đến 20 giờ tối ngày hôm nay, trận lũ quét đã làm 33 người thiệt mạng, 18 người vẫn đang mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân chứng kiến trận lũ quét đã kể lại chi tiết về trận lũ quét. Lúc đó do nước lũ lên nhanh nên nhiều người không kịp thoát thân. Trong một gia đình có 8 người chỉ còn lại 2 người sống sót và một số gia đình đã mất liên lạc với 4 thành viên. Theo thông báo chính thức từ huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tính đến nửa đêm ngày hôm qua, 6.245 người từ 1.517 hộ gia đình ở 6 làng thuộc 2 thị trấn và 6 làng ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã bị ảnh hưởng do lũ quét. Trận lũ quét đã làm 33 người chết, 18 người mất liên lạc, 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, 14 ngôi nhà bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Hiện các nhà cửa, đường xá, cầu cống, sông ngòi vẫn đang được thống kê. Vâng,
thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trung Quốc có thực sự ủng hộ Việt Nam có vị thế lớn hơn trong khu vực và toàn cầu? Trả lời phóng viên VTC, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba chia sẻ, Trung Quốc luôn ủng hộ Việt Nam có vị thế lớn hơn trong khu vực và toàn cầu. Vẫn biết Trung Quốc và Việt Nam vốn vẫn là hai quốc gia láng giềng thân cận với nhau. Tuy nhiên, trong quá khứ thì chúng ta và người bạn hàng xóm này đã có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo, gây nên những xung đột nhất định. Ấy vậy mà giờ đây Trung Quốc lại khẳng định thừa nhận sự ủng hộ của mình cho sự phát triển của Việt Nam. Liệu điều đó có thực sự đúng? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây của tin mới nhé! Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung. Phía Trung Quốc đã thông báo cho phía Việt Nam những kết quả chủ yếu về Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp. Đánh giá cao những thành quả chiến lược to lớn mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đạt được trong quá trình kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy Trung Quốc hóa thời đại hóa chủ nghĩa Mác, hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả. Toàn quá trình phát triển kinh tế và phòng chống dịch thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa là thực tiễn sinh động, kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển tham khảo. Phía Việt Nam chúc mừng và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhận định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Phía Việt Nam thông báo cho phía Trung Quốc về những kết quả chủ yếu của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn chưa từng có mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, bổ sung, phát triển năm 2011. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững ổn định chính trị xã hội, kinh tế, tăng cường duy trì ở mức khá cao, kiểm soát thành công đại dịch COVID-19. Đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, thể hiện tiềm lực và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Phía Trung Quốc chúc mừng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhận định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò quan trọng hơn nữa đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực và thế giới. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng giúp sức với nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu và trong sáng. Trong thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa, hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm hợp tác cùng có lợi, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước, đạt được những thành tựu phát triển mang tính lịch sử. Hai bên nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần tiếp tục được kế thừa tốt, bảo vệ tốt và phát huy tốt. Hướng tới tương lai hai đảng, hai nước cần kiên trì phương hướng tiến lên, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển,
thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa. Hai bên nhấn mạnh kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi nước, cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng không ngừng phát triển, cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Hai bên đánh giá tình hình thế giới đang trải qua những biến động mang tính lịch sử sâu sắc khó lường. Bước vào thời kỳ biến đổi mới, hai Đảng, hai nước cần kiên trì thực hiện mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh vì hạnh phúc nhân dân, vì tiến bộ nhân loại. Kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam-Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định trong thời đại mới. Để làm được điều đó, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, tin cậy chính trị, kiên trì, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nắm chắc phương hướng, tiến lên đúng đắn của quan hệ Việt-Trung. Đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, góp phần mang lại hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là kết nối, gặp gỡ, gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa thế hệ trẻ. Xử lý thỏa đáng, bất đồng liên quan trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cục diện quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định ở khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước. Tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế, chung tay ứng phó các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu, đóng góp tích cực và duy trì hòa bình, thúc đẩy cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cho rằng, việc lãnh đạo cao nhất của hai đảng duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng dẫn dắt quan hệ Việt-Trung, có vai trò định hướng chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp, giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, điện thoại, đường dây nóng, trao đổi từ điện, gặp gỡ thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực. Định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chân lý ấy không phải là được nhắc đi nhắc lại mà còn cần phải bảo vệ bằng những hành động thiết thực trước những ý đồ đen tối của anh bạn nước láng giềng. Chính vì thế, việc nghiên cứu, phát triển vũ khí bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước luôn được quân đội Việt Nam coi là nhiệm vụ trọng tâm và quả thật những người lính Cụ Hồ chưa bao giờ khiến nhân dân phải thất vọng. Mới đây, binh chủng tên lửa pháo bờ biển là một trong số đại diện cho quân chủng hải quân tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đơn vị này đã mang đến triển lãm tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển mang tên 4K-44 Redoubt lừng danh, còn được gọi là khắc tinh tàu sân bay của Việt Nam. Vậy sức mạnh của hệ thống phòng thủ bờ biển 4K-44 này ra sao? Liệu có thể chống lại được tàu sân bay hiện đại của Trung Quốc? Các bạn hãy cùng Tin Mới tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, tại triển lãm quốc tế Quốc phòng Việt Nam 2022, hệ thống phòng thủ bờ biển 4K-44 hay còn gọi là tổ hợp tên lửa phòng thủ 4K-44 Redoubt sử dụng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35 đã thu hút không ít sự chú ý của người dân. Đối với người dân Việt, đây là niềm tự hào khôn tả. Hệ thống phòng thủ này được giới thiệu bởi binh chủng tên lửa pháo bờ biển thuộc quân chủng hải quân. Còn đối với nước ngoài, đây là nỗi bất ngờ thán phục bởi trình độ nghiên cứu và sản xuất vũ khí của quân đội Việt Nam. Vâng, không để các bạn phải đợi lâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loại vũ khí chống được cả tàu sân bay nhé! 4K-44 Redoubt là một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Liên Xô phát triển từ những năm 1950 đến năm 1960 và được đưa vào sử dụng trong thập niên 1960. Tổ hợp được dùng cho nhiệm vụ tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên biển tầm xa. Thành phần của 4K-44 gồm xe radar 4R-45 Scala điều khiển và xe mang bệ giá phóng.
Thông thường, một tổ hợp bố trí một xe radar Scala là 3 xe mang tên lửa, mỗi xe phóng được vận hành bởi 5 người. Thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. 4K-44 sử dụng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35, một biến thể chống hạm tầm xa của tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến thuật. Đây là loại tên lửa cỡ lớn, dài gần 10 mét, đường kính thân 1,5 mét, sải cánh 5 mét, trọng lượng phóng 5 tấn. P-35 lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 800-1000kg TNT, đem lại sức công phá khủng khiếp, thừa sức đánh chìm chiến hạm cỡ lớn trên 7.000 tấn và có thể đánh chìm cả tàu sân bay. P-35 dùng nhiên liệu rắn 4L-44, tốc độ hành trình của phiên bản tên lửa hạt nhân chiến thuật P-5 là cận âm. Phiên bản tên lửa bờ chống hạm P-35 cũng có tốc độ hành trình cận âm. Tuy nhiên, khi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách từ 1,5 đến 2 km, tên lửa có thể hạ thấp độ cao xuống còn vài chục mét và tăng tốc độ siêu 1,4 Mach để tấn công mục tiêu. Về nguyên lý hoạt động, tên lửa dùng hệ dẫn đường quán tính kết hợp radar chủ động dẫn pha cuối. Đặc biệt ở pha giữa, nó có thể tiếp nhận thông tin mục tiêu từ trực thăng trinh sát sàn ngầm, máy bay tuần thám biển hay máy bay trinh sát. Cự ly của tổ hợp 4K-44A là 450 km, 4K-44B là 500 km, có thể đạt tới 550-750 km ở các phiên bản hiện đại hóa như Reduced-M. Tên lửa có độ cao hành trình từ 100-400 m hoặc có thể bay cao từ 4.000-7.000 m. Trong trường hợp dùng radar của tên lửa để dẫn đường cho các tên lửa khác ở pha cuối, tên lửa hạ thấp độ cao xuống dưới 100 m trước khi lao đến mục tiêu. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các máy bay trinh sát, sĩ quan điều khiển tên lửa giải phóng từ 3-4 tên lửa cùng lúc. Một trong số các tên lửa này sẽ được điều khiển bay lên cao hơn so với các tên lửa khác. Tên lửa này sẽ dùng radar của mình để dẫn đường cho các tên lửa còn lại tấn công một tàu hoặc một nhóm tàu được phát hiện bởi các radar cảnh giới các bạn ạ. 4K-44 được nhiều lực lượng hải quân trên thế giới sử dụng, trong đó có Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo dữ liệu nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm Spiri, năm 1980 Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa 4K-44B Reduced, NATO định danh là SSC-1B Japan, cùng 25 quả đạn tên lửa hành trình chống tàu P-35B. Tại thời điểm đó, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á sở hữu hệ thống vũ khí diệt hạm này. Hệ thống này là một trong những lá chắn thép bảo vệ bờ biển Việt Nam, được biên chế cho lữ đoàn 679 binh chủng tên lửa pháo bờ biển, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổ hợp 4K-44 Reduced gồm 4 thành phần chính là radar trinh sát 4H-45 Scala, một xe chỉ huy, 3 bệ phóng di động và đạn tên lửa chống tàu P-35B, tất cả thành phần đều được đặt trên xe vận tải bánh lốp. Tên lửa P-35B trang bị cho tổ hợp phòng thủ bờ biển Reduced cũng được coi là một trong những loại tên lửa chống hạm lớn nhất thế giới. Tên lửa này có chiều dài hơn 10 mét, đường kính thân 1,5 mét, sải cánh 5 mét, trọng lượng phóng 5 tấn. Tên lửa sử dụng hai động cơ là động cơ khởi tốc nhằm đẩy tên lửa xuất phát và động cơ hành trình dùng nhiên liệu rắn KRD-26, động cơ đưa tên lửa tới mục tiêu. Tầm bắn của tên lửa P-35 đạt 460-500 km, tốc độ bay pha cuối siêu âm Mach 1,4. Biến thể nâng cấp về sau có thể đạt tới 550-750 km. Ở các phiên bản hiện đại hóa như Reduced-M, P-35B lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 800-1000kg TNT. Có sức công phá rất lớn, đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn, kể cả tàu sân bay. Reduced được cho là hệ thống phòng thủ bờ biển có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay. Tên lửa P-35B được đặt trong ống phóng JIN-135K lắp trên khung gầm xe tải nặng BAJ-135MB 8x8 bánh. Mỗi xe phóng mang một đạn tên lửa được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. Trong chiến đấu nhằm đạt hiệu quả công kích mục tiêu cao nhất, cách đánh thường áp dụng với tổ hợp tên lửa này là chiến thuật bầy sói. Bây giờ, chúng ta sẽ nói nhanh về câu chuyện của tàu sân bay Trung Quốc, một trong những mối nguy đe dọa hòa bình tại Biển Đông. Các bạn thân mến, tàu sân bay có vai trò lớn về mặt chính trị. Gần đây nhất vào tháng 6 năm 2022, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, một công ty con của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến lớn của quân đội Trung Quốc, phản ánh tham vọng, tung sức mạnh quân sự và cạnh tranh trực tiếp với Mỹ.
Tàu sân bay Phúc Kiến có chiều dài 316m, lượng choán nước 100.000 tấn, tương đương với kích thước của lớp tàu sân bay Kitty House của Hải quân Mỹ. Phúc Kiến cũng là tàu sân bay được chế tạo và phát triển hoàn toàn trong nước đầu tiên của Trung Quốc, có hệ thống phóng máy bay. Tàu Phúc Kiến có boong phẳng, thẳng, được trang bị hệ thống phóng máy bay điện tử và cơ cấu hạn chế hành trình. Trước đó, Trung Quốc có hai tàu sân bay khác đang hoạt động. Tàu Liêu Ninh được đưa vào hoạt động năm 2012 và tàu Sơn Đông đi vào hoạt động vào năm 2019 với độ choán nước toàn tải khoảng 60.000 đến 70.000 tấn. Trang bị máy bay trên tàu sân bay Phúc Kiến hoàn toàn khác so với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Trung Quốc đang nghiên cứu và phát triển các loại máy bay tác chiến từ sân bay mới, trong đó có mẫu tiêm kích tàng hình được đặt biệt danh là FC-31G35 với ngoại hình giống như máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 là F-35 của Mỹ. Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu máy bay tiêm kích G-15 Flying Shot là máy bay tiêm kích chủ yếu tác chiến từ tàu sân bay. G-15 thực chất là phiên bản do Trung Quốc chế tạo dựa trên máy bay Su-33 của Nga. Trung Quốc cũng đang phát triển một số biến thể mới của dòng G-15 như tiêm kích G-15T với hệ thống hỗ trợ vận hành của máy phóng, máy bay tác chiến điện tử. G-15D đều có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến. Lắp đặt hệ thống máy phóng điện tử IMAO trên mặt boong cho phép tàu sân bay Phúc Kiến phóng được máy bay khối lượng lớn hơn như máy bay cảnh báo sớm trên không KG-600. Đây là kiểu máy bay sử dụng hai động cơ tuabin trục truyền giống với máy bay E-2 Hoshiki của Hải quân Mỹ, lắp radar kiểu đĩa tròn trên đỉnh thân máy bay. Theo các nhà phân tích, các nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc được thiết kế để hoạt động bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên kéo dài từ cực Nam Nhật Bản đến Philippines. Thực tế, Trung Quốc thời gian qua liên tục điều tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông tập trận, cũng như tăng cường hoạt động ở Biển Đông cùng nhiều vùng biển khác. Vì thế, khi Trung Quốc tăng cường năng lực tác chiến, tàu sân bay sẽ gây nên nỗi lo cho nhiều bên. Thế nhưng, thưa các bạn, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, vũ khí có sức mạnh tới đâu thì cũng sẽ có khắc tinh chống lại, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Và với tàu sân bay của Trung Quốc, quân đội Việt Nam đã có tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K-44 Redoubt. Đây cũng chính là một trong những lời đáp trả mạnh mẽ của Việt Nam cho bất cứ thế lực nào muốn nhăm nhe giải đất hình chữ S ngoài khơi. Khi thế giới hướng tới nguồn năng lượng xanh, sự phụ thuộc vào các vật liệu đất hiếm cũng ngày càng tăng. Bởi vậy, việc có thêm nguồn đất hiếm ngoài Trung Quốc là rất quan trọng. Nếu Việt Nam tận dụng được cơ hội này thì đây sẽ là một bước tiến đột phá cho phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Việt Nam đã bước chân vào thị trường đất hiếm. Mới đây, Việt Nam đã ký kết hợp tác khai thác xuất khẩu đất hiếm với công ty kim loại phía Hàn Quốc. Cùng với chính quyền tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc, nơi chiếm 50% sản lượng sản xuất pin của nước này, đây có lẽ là tín hiệu tích cực cuối năm cho thị trường đất hiếm Việt Nam. Khi gần thập kỷ qua, hai mỏ được cấp phép khai thác đất hiếm ở Lai Châu và Yên Bái gần như không hoạt động. Đất hiếm là ngành độc quyền mà nhà nước Việt Nam quản lý, chứ không cho các doanh nghiệp tư nhân. Hiện vướng mắc lớn nhất đó là thủ tục, giấy tờ vẫn phức tạp. Đây là trách nhiệm thuộc quản lý nhà nước, một chuyên gia chỉ rõ bất cập. Được biết, đơn vị doanh nghiệp Việt Nam đã được đối tác Nhật Bản chuyển giao công nghệ, song do đặc tính khoáng sản tại Việt Nam khi áp dụng công nghệ này vào thực tế vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Thực tế cho thấy, dù tiềm năng lớn nhưng mức độ khai thác ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, nhỏ lẻ. Hiện Việt Nam mới chỉ sản xuất được một số lượng rất nhỏ đất hiếm. Sản lượng hầu như không thể đạt 400 tấn theo dữ liệu năm 2021. Với công nghệ hiện tại, Việt Nam mới chỉ có thể xuất thô đất hiếm chứ chưa phân tích nguyên tố trong đất hiếm hay tiến hành gia công để có được đất hiếm tinh chế. Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển và tư duy chiến lược vẫn chưa rõ ràng. Chính vì thế, vấn đề an toàn tài nguyên Việt Nam vẫn chưa làm tốt. Đáng ra chúng ta phải làm cách đây 30 năm. Trong 30 năm qua, chúng ta đã cấp phép cho nhiều tài nguyên tùy tiện. Sai lầm chết người của Việt Nam là không tinh chế tại Việt Nam mà bán thô. Đây là trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ điều hành. Tiến sĩ Dương Văn Phong cũng phân tích thêm, nếu như một tấn đất hiếm thô bán không được bao nhiêu, nhưng nếu từ đất hiếm chuyển sang thành phẩm cuối cùng thì chỉ cần bán 1 gram, giá trị đã gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Nói cách khác, công nghiệp chế biến Việt Nam trong lĩnh vực này vẫn chưa có. Đến nay, Việt Nam đang dừng lại ở lĩnh vực như luyện thép, lọc hóa dầu. Xét về năng lực tự chủ công nghệ, ông Phong đã khẳng định các nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra công nghệ tinh chế này, nhưng mấu chốt đó là triển khai như thế nào lại do chính phủ quyết định. Làm sao để các nhà khoa học phát huy, sáng chế để phục vụ cho an ninh đất nước thì Việt Nam chưa làm được.
Báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu August Media của Anh đã nhận định Việt Nam đang khẳng định vị trí trọng yếu của mình về tài nguyên đất hiếm và quốc gia Đông Nam Á này đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng chuỗi cung ứng đất hiếm trên toàn cầu nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc và thế độc tôn của Trung Quốc. Vai trò của Việt Nam ngày càng được nhắc tới nhiều hơn khi nhu cầu đối với ứng dụng đất hiếm ngày càng tăng lên và những lo ngại về địa chính chỉ thúc đẩy xu hướng mở rộng cơ sở ứng dụng nhằm phá bỏ sự độc quyền bấy lâu của Bắc Kinh. Nắm trong tay cả một kho báu, August Media đã nhấn mạnh Việt Nam đã được ước tính có nguồn tài nguyên đất hiếm có thể khai thác lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc với chế lượng khoảng 22 triệu tấn so với 44 triệu tấn của Trung Quốc. Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS, Việt Nam có đủ năng lực để phá thế độc quyền của Trung Quốc. Có thể nói Việt Nam rất may mắn khi sử dụng nguồn tài nguyên đất hiếm này, đặc biệt có hàm lượng cao phân bố ở Giải Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai. Thế nhưng may mắn chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là làm sao khai thác đạt hiệu quả tối đa, tiến sĩ Dương Văn Phong, giảng viên cấp cao trường Đại học Mỏ Địa chất đánh giá khi trao đổi với Sputnik. Không thể phủ nhận tầm quan trọng cũng như sức hút của tài nguyên đất hiếm. Đất hiếm là một nhóm 17 loại vật chất có tử tính và tính điện hóa đặc biệt. Việc sử dụng đất hiếm trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc rất phổ biến. Từ đất hiếm chế tác được rất nhiều sản phẩm như là mạch linh kiện điện tử. Nhu cầu ngày càng cấp thiết hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraine đang khiến cho chuỗi cung ứng nguyên liệu hạn chế. Hơn nữa, việc khai thác đất hiếm đang gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc, nhà cung cấp các nguyên tố đất hiếm số 1 thế giới đang bị gián đoạn thương mại, khiến chuỗi cung ứng đất hiếm bị đứt gãy. Đặc biệt trong cuộc đua pin xe điện ngày nay, đất hiếm lại càng có giá trị cao hơn bao giờ hết. Tính tới thời điểm hiện tại, chiếm tới 90% sản lượng đất hiếm trên toàn cầu là của Trung Quốc và đây vẫn là một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này. Nơi sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới là khu vực khai khoáng Baijun tại Trung Quốc với 35 triệu tấn oxit đất hiếm. Đất hiếm là một tài nguyên rất đặc biệt bởi cấu trúc của nó gồm rất nhiều yếu tố khoa học, trong đó đặc biệt có yếu tố lợi cho ngành công nghiệp nói chung và ngành điện tử, công nghiệp quốc phòng nói riêng, trong đó có thành phần vật chất quan trọng trong chế tạo bom hạt nhân, tiến sĩ Dương Văn Phong cho biết. Với lợi thế này, ngoài phương án xuất khẩu sang các cường quốc như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Việt Nam hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu tăng cường khả năng sản xuất điện hạt nhân trong nước nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời cạnh tranh phá thế độc quyền của Trung Quốc đối với nguồn cung cấp đất hiếm này. Đất hiếm cũng là một điều kiện để trao đổi thực tế cho thấy một số quốc gia sử dụng đất hiếm để mặc cả với các nước có nhu cầu cao về nguyên liệu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Lợi ích kinh tế của một quốc gia đều gắn với lợi ích quốc phòng, an ninh chính trị. Có thể thấy, thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể đối với các đối tác lớn trên thế giới, mạnh cả về kinh tế, khoa học quốc phòng, an ninh quân sự như Nga, Ấn Độ, Israel. Về vấn đề này, lãnh đạo Đảng Việt Nam đã có chỉ đạo rất đúng đắn, hoạt động ngoại giao tốt trên cơ sở đó hợp tác với những đối tác. Thế nhưng bước đi tôi đánh giá vẫn hơi chậm. Rõ ràng, đất hiếm cũng là một điều kiện để Việt Nam trao đổi dựa trên góc độ an ninh quốc gia. Việc này cho thấy việc chậm triển khai các dự án đất hiếm còn có thể khiến chúng ta không chỉ đánh mất cơ hội về kinh tế mà còn cả vị thế chính trị. Chuyên gia chia sẻ, khi thế giới hướng tới nguồn năng lượng xanh, sự phụ thuộc vào các vật liệu đất hiếm ngày càng tăng. Bởi vậy, việc có thêm nguồn đất hiếm ngoài Trung Quốc là rất quan trọng. Nếu Việt Nam tận dụng được cơ hội này, đây sẽ là một bước tiến đột phá quan trọng cho phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Ngoài Hàn Quốc, các công ty Australia cũng đang xem xét đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng của Việt Nam, bao gồm công ty khoáng sản chiến lược Úc ASM đã ký một thỏa thuận vào giữa tháng 12 với công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam để cung cấp dài hạn quặng đất hiếm nhằm đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy kim loại Hàn Quốc của ASM trước khi mỏ Dubbo đi vào hoạt động. Theo thông tin từ phía Việt Nam công bố, doanh nghiệp Việt Nam sẽ khai thác mỏ đất hiếm Yên Phú ở Yên Bái, chế biến và dự kiến mỗi năm xuất khẩu khoảng 1.000 đến 2.000 tấn sang Hàn Quốc. Nếu các bên thương thảo thành công, nhất trí hợp tác thì dự kiến việc khai thác đất hiếm sẽ diễn ra trong khoảng 10 năm. Lượng đất hiếm thành phẩm phía đối tác Hàn Quốc yêu cầu ở giai đoạn đầu là 1.000 tấn một năm, sau đó nâng lên 2.000 tấn một năm. Canada cũng đã tăng cường hợp tác thương mại với Việt Nam theo Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 12. Tỉnh Saskatchewan của Canada đã cử một phái đoàn đến Việt Nam
để thảo luận về các cơ hội hợp tác mở rộng. Bộ trưởng Thương mại Phát triển Xuất khẩu Canada ghi nhận tiềm năng hợp tác giữa các quốc gia về năng lượng xanh, bao gồm khai thác bền vững các nguyên tố đất hiếm ở Việt Nam. Các đối tác nước ngoài đặc biệt vui mừng vì trong bối cảnh nguồn cung hạn chế thì việc hợp tác với phía Việt Nam là may mắn rất lớn. Saskatchewan có ngành khoáng sản rất đa dạng, đặc biệt là dầu kali, uranium và heli. Tỉnh này là nơi sản xuất kali lớn nhất thế giới và sản xuất một số uranium cao nhất thế giới. Ngoài ra, Saskatchewan còn có tiềm năng chưa được khai thác về kim loại cơ bản, đặc biệt là kẽm, nickel, cobalt, đồng. Việc Việt Nam bắt tay hợp tác với Saskatchewan sẽ thúc đẩy việc khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu chiến lược như đất hiếm ngày càng tốt hơn. Còn các bạn có đánh giá gì về đất hiếm của Việt Nam và việc doanh nghiệp nước ta có thể khai thác, chế biến sâu nguồn tài nguyên này để xuất khẩu ra các quốc gia trong khu vực và trên thế giới? Vừa qua, quân đội Trung Quốc thông báo triển khai loạt máy bay quân sự và tàu chiến để tiến hành các cuộc tập trận tác chiến quanh hòn đảo Đài Loan. Đây là cuộc tập trận thứ hai của Trung Quốc xung quanh hòn đảo Đài Loan chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân PLA Trung Quốc ra thông báo cho biết các lực lượng đã tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế trên biển và trên không xung quanh Đài Loan, tập trung vào diễn tập tấn công trên đất liền và trên biển. Mục đích của hoạt động này là thử nghiệm khả năng tác chiến chung và kiên quyết chống lại những hành động khiêu khích của các lực lượng bên ngoài và các lực lượng muốn ly khai tại Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 57 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở các khu vực quanh hòn đảo trong 24 giờ qua. Trong số này, 20 tiêm kích hạng nặng J-11, J-16 và Su-30, 2 chiến đấu cơ hạng nhẹ J-10 và 2 máy bay trinh sát không người lái UAV BZK-005 của quân đội Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. 4 phi cơ cũng hiện diện ở khu vực Tây Nam vùng nhận diện phòng không ADIS Đài Loan, gồm 2 oanh tạc cơ chiến lược H-6, máy bay cảnh báo sớm KG-500 và 1 UAV BZK-005. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan chỉ trích đợt diễn tập của quân đội Trung Quốc, cho rằng hai bên đều có trách nhiệm duy trì hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan và khu vực. Chúng tôi liên tục giám sát tình hình, đồng thời điều động tiêm kích, tàu chiến và sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất để theo dõi, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết. Đợt áp sát diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông quân đội Trung Quốc thông báo tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu hiệp đồng và diễn tập thực tế trên vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan hôm vừa qua. Cơ quan này cho biết hoạt động diễn tập nhằm kiểm tra khả năng tác chiến hiệp đồng của quân đội cũng như chống lại hành vi thông đồng, khiêu khích từ bên ngoài và các lực lượng đòi Đài Loan độc lập. Vài ngày trước đó, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Trung Hun di chuyển bình thường qua eo biển Đài Loan nhằm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Lần gần đây nhất Trung Quốc diễn tập quanh Đài Loan là ngày 25 tháng 12 năm 2022, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2023, trong đó có các điều khoản tăng cường hỗ trợ an ninh cho hòn đảo. Giới chức Đài Loan khi đó cho biết 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện quanh hòn đảo, đánh dấu đợt lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024. Theo báo The Hill, Tổng thống Biden và các cố vấn đang thảo luận chi tiết kế hoạch tranh cử trong tương lai và ông Biden có thể công khai ý định tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong vài tuần tới. Có thể là vào tháng 2, một thông báo chính thức hơn có thể được đưa vào tháng 4 tới. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ 2. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số thành viên Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Vừa qua, ông Biden đã có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Các bác sĩ kết luận ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. Sau vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính thứ 15, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Để có chiến thắng của chính trị gia 57 tuổi này, ông và các đồng minh đã phải đưa ra nhiều nhượng bộ.
dưới quan sát đánh giá, dù được bầu trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Sau nhiều lần thất bại, ông Kevin McCarthy đã giành thêm sự ủng hộ sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ, trong đó nhượng bộ lớn nhất là đồng ý với yêu sách của nhóm 20 nghị sĩ theo đường lối cứng rắn, rằng bất kỳ nghệ sĩ nào vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể yêu cầu cách chức ông. Hầu hết những thành viên ngáng đường ông ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện đều từ chối công nhận cuộc bầu cử năm 2020 là thành viên của Freedom Caucus, nhóm nghị sĩ cực hữu có tham vọng thay đổi các quy tắc trong Quốc hội hoặc cả hai ông. Kevin McCarthy phải quyết định một loạt vấn đề trong nhiệm kỳ của mình, liệu ông ấy có đồng ý với các yêu cầu của nhóm nghị sĩ cực hữu Freedom Caucus hay không? Hay sẽ cố gắng tìm cách thỏa hiệp với những đảng viên dân chủ ôn hòa để tránh nhóm Freedom Caucus? Cả hai phương án này đều có thể làm lung lay chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện của ông ấy. Ngoài ra, ông McCarthy đã cam kết dành cho những đảng viên bảo thủ cứng rắn ít nhất một ghế trong Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ. Nếu nhiều đảng viên bảo thủ giành ghế trong ủy ban, họ có thể định hình các quy tắc tại Hạ viện trước cả khi nó hoàn toàn hình thành, đồng thời loại bỏ các đề xuất không mong muốn ngay từ trong trứng nước. Ông McCarthy cũng cam kết đứng về phía nhóm đảng viên đảng bảo thủ trong các cuộc tranh luận nội bộ về ngân sách. Điều đó có thể khiến ông có ít cơ hội tìm ra giải pháp thỏa hiệp cần thiết nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ vào cuối năm nay. Giới hạn nhiệm kỳ quốc hội và an ninh biên giới luôn là chủ đề tranh luận giữa các đảng viên Cộng hòa. Ông McCarthy được cho là đã cam kết tổ chức bỏ phiếu cho cả hai vấn đề trong năm nay. Không chỉ vậy, giới quan sát cũng cho rằng việc ông McCarthy đích thân cảm ơn ông Trump cũng là một rủi ro khi gắn sự nghiệp chính trị của mình với những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Tôi nghĩ không ai có thể nghi ngờ sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông ấy đã sát cánh với tôi ngay từ đầu. Nếu có ai nghi ngờ thì ông ấy có mặt hay không? Thì câu trả lời là ông ấy đã chơi hết mình. Ông ấy gọi cho tôi và gọi cho những người khác để vận động và ông ấy thực sự giúp tôi đến được những lá phiếu cuối cùng. Sau 15 vòng bỏ phiếu, ông McCarthy đã trở thành chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ với 216 phiếu bầu, qua đó kết thúc 4 ngày đấu đá nội bộ gay gắt giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa. Thách thức trước mắt mà Hạ viện phải đối mặt trong những tháng tới là giải quyết mức trần nợ công lên đến 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, chính phủ Mỹ đã trục xuất khoảng 100 người di cư Venezuela theo chính sách kiểm soát biên giới mới vừa có hiệu lực. Cách đây 2 ngày, những người này được đưa trở lại thành phố Ciudad Juárez của Mexico. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người di cư từ các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng sẽ bị trục xuất trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư của mình trước áp lực từ làn sóng di cư ngày càng gia tăng tại vùng biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico. Mỹ sẽ chỉ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela vào Mỹ bằng đường hàng không. Đồng thời, mỗi tháng Washington sẽ trục xuất 30.000 người nhập cư bất hợp pháp từ các nước trên tới Mỹ qua đường biên giới với Mexico. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm El Paso ở bang Texas nhằm đánh giá các hoạt động kiểm soát biên giới trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ-Mexico và vấn đề người di cư dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận chính. Cục khí tượng Australia thông báo lũ lụt kỷ lục trong năm xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này. Lũ lụt đã khiến cộng đồng bị cô lập và tình trạng này chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Eli đã khiến vùng Kimberley có diện tích tương đương bằng bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng, với khoảng 1.300 cư dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước lũ cản trở giao thông đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải chuyển hàng cứu trợ qua không vận. Theo Cục Khí tượng Australia, mực nước sông Fitzroy ở Kimberley hiện ở mức 15,81m, vượt kỷ lục 13,95m ghi nhận năm 2002. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã cảnh báo người dân về nguy cơ nước lũ dâng cao, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng Bumi. Những người dân ở Kimberley đang phải trải qua trận lũ tồi tệ nhất. Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi và đó là thách thức rất lớn đối với người dân trong khu vực. Theo thông báo của Cục Khí tượng Australia, mưa đã giảm dần khi cơn bão di chuyển theo hướng đông về vùng lãnh thổ phía Bắc. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo lũ lụt vẫn sẽ tiếp diễn tại vùng Kimberley, khiến nhiều con đường chìm trong nước lũ và các cộng đồng dân cư trong khu vực bị cô lập. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết trận lũ lần này có sức tàn phá nặng nề. Theo đó, ông cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ các khu vực khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy bay của lực lượng phòng vệ Australia ADF và trực thăng Chinook để hỗ trợ sơ tán người dân.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết 5 máy bay trực thăng của IDF sẽ được triển khai tại vùng Kimberley. Một số khu vực ở miền đông Australia đã hứng chịu lũ lụt thường xuyên trong 2 năm qua do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina kéo dài bất thường. Trong năm 2022 vừa qua, lượng mưa kỷ lục đã gây ra nhiều đợt lũ lụt trên khắp Australia. Mưa lũ vào tháng 3 và tháng 10 năm ngoái đã khiến hàng chục nghìn người sinh sống dọc vùng bờ đông nước này phải sơ tán. Tình hình trong khu vực đang nóng lên khi Trung Quốc đưa hàng không mẫu hạm Sơn Đông đi xuống Biển Đông tập trận, trong khi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tập trận ở vùng Tây Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo cho hay, mẫu hạm Sơn Đông, mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng tới Biển Đông tập luyện những tình huống chiến đấu thực tế. Trong khi mẫu hạm Sơn Đông tới Biển Đông, thì mẫu hạm Liêu Ninh được đưa tới vùng biển Tây Thái Bình Dương thực hành chiến đấu ở hai vùng biển khác nhau cùng một lúc. Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin kèm theo video máy bay khu trục lên xuống bên cạnh các hoạt động khác nhau, đối phó các hư hại khi mẫu hạm bị tấn công, các tình huống đối phó khẩn cấp. Bản tin cuối tuần của Hoàn Cầu Thời báo do đài truyền hình CNTV không nêu ra thời gian của cuộc tập trận, chỉ cho biết cuộc tập trận lần này thi hành các trường hợp khó giải quyết hơn trước. Báo chí Trung Quốc cũng không cho biết mẫu hạm Sơn Đông tập trận tại khu vực nào trên Biển Đông, nhưng cho hay mẫu hạm Liêu Ninh có hai khu trục hạm 10.000 tấn, trang bị hỏa tiễn và một số chiến hạm khác tập trận trên đường biển phía đông Đài Loan và phía nam Nhật Bản và phía tây của đảo Guam. Cuộc tập trận này có sự theo dõi chặt chẽ của Hải quân lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nguồn tin trên cho biết hai cuộc tập trận với hai nhóm mẫu hạm tác chiến diễn ra cùng một lúc, chứng tỏ các nhóm tàu mẫu hạm đã gia tăng nhiều về khả năng chiến đấu giúp ổn định tình hình khu vực. Tờ này nhận định lực lượng Mỹ vẫn khiêu khích Trung Quốc ở các vùng biển Tây Thái Bình Dương và Biển Đông những ngày gần đây. Khi hai mẫu hạm Sơn Đông và Liêu Ninh tập trận khu trục hạm Mỹ USS Trung Hun đã đi qua eo biển Đài Loan, khu vực biển quốc tế nhưng Bắc Kinh coi như ao sau nhà mình, nên cáo buộc Mỹ khiêu khích và cho chiến hạm bám sát theo dõi. Hạm đội 7 Hoa Kỳ đưa tin USS Trung Hun đi qua eo biển Đài Loan hôm vừa qua, khu vực nằm ngoài lãnh hải của Trung Quốc hay Đài Loan, chứng minh sự cam kết của nước Mỹ bảo vệ quyền tự do hàng hải và phi hành trên các vùng biển quốc tế được các nước công nhận. Giữa tháng 8 năm 2022, mẫu hạm Sơn Đông đã cùng một số tàu hộ tống tập trận trên Biển Đông. Báo chí Bắc Kinh khoe mục đích là huấn luyện khả năng chiến đấu trong thực tế. Mẫu hạm Sơn Đông tuy là mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, nhưng chỉ là cải tiến thêm dựa trên mô hình chiếc Liêu Ninh vốn là tàu cũ của Nga. Trung Quốc mua về sửa chữa lại và trang bị thêm, trong khi mẫu hạm của Mỹ trọng tải 100.000 tấn và chạy bằng năng lượng nguyên tử. Chiến hạm Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc chỉ có trọng tải 43.000 tấn và 49.000 tấn, chạy với hệ thống máy tàu thông thường. Mỹ và các nước đồng minh vẫn tiếp tục phối hợp với nhau bảo vệ tuyến hàng hải qua Biển Đông qua các cuộc tập trận hỗn hợp, trong khi Bắc Kinh vẫn hùng hổ tập trận nhiều hơn ở khu vực, đồng thời dùng cả lực lượng dân quân biển đe dọa các nước nhỏ đang tranh chấp chủ quyền biển đảo. Theo phân tích của Colin Cole thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Singapore dựa trên tạp chí Asia Forum cho thấy, không thấy có những dấu hiệu tiến bộ gì về đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước trong khu vực ưu tiên đối phó với các vấn đề kinh tế và xã hội của mình nhiều hơn. Thưa quý vị, chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông là liên quan mật thiết đến chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Khu vực Biển Đông có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc trong quá trình trở thành cường quốc biển của thế giới. Do vậy, từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc đã hoạch định chính sách đối với Biển Đông bao trùm lên nhiều lĩnh vực như quân sự, kinh tế, xâm chiếm biển, đảo. Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông là vấn đề quan trọng, liên quan mật thiết đến chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Để hiểu rõ nội dung này, cần phải nghiên cứu trên nhiều góc độ khác nhau. Trong mối quan hệ đa chiều của Trung Quốc, trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, tôi chỉ đề cập đến chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông, trên cơ sở đưa ra một số đánh giá, nhận xét. Biển Đông là một vùng biển với diện tích 3,5 km2, trong đó diện tích trong phạm vi đường chính đoạn rộng khoảng 2 triệu km2. Biển Đông có vị trí vai trò ngày càng quan trọng về chiến lược an ninh và phát triển kinh tế đối với Trung Quốc, nhất là phát triển lực lượng hải quân và các lĩnh vực kinh tế biển. Cụ thể ở các nội dung chính như sau. Về chiến lược an ninh, Biển Đông là vùng biển duy nhất
nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu khống chế được các đảo trên Biển Đông một cách gián tiếp, sẽ khống chế được một loạt tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Malacca đến Nhật Bản, từ Singapore đến Hồng Kông, từ Quảng Đông đến Manila, thậm chí từ Đông Á đến Tây Á, châu Âu, châu Phi. Đối với Trung Quốc, nếu khống chế được các đảo ở Biển Đông sẽ mở rộng không gian phòng vệ thêm hơn 1.000 km tính từ thành phố Tam Á đến bãi Tân Mẫu, quốc tế gọi là bãi ngầm Chem. Điểm cực Nam Trung Quốc yêu sách chủ quyền dài hơn 1.600 km, đồng thời sẽ mở thêm được các tuyến đường hàng hải mới để tiến ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài tuyến đường đi qua eo biển Malacca như tuyến qua eo biển Pasi giữa Philippines và Đài Loan, qua eo biển giữa Malaysia với Philippines. Về hàng hải, theo đánh giá của phía Trung Quốc, khoảng 80% thương mại của nước này được thực hiện bằng đường biển và 60% trong số đó đi qua Biển Đông. Có 60% dầu thô tiêu thụ dựa vào nhập khẩu, trong đó 80% đi qua Biển Đông. Do đó, việc đảm bảo an toàn tuyến đường vận tải qua Biển Đông sẽ quyết định sự vận hành của nền kinh tế Trung Quốc. Nếu khu vực này bị gián đoạn, cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước này sẽ ngừng vận hành. Về kinh tế, Biển Đông có trữ lượng dầu khí, băng cháy, khoáng sản và hải sản tương đối lớn. Trung Quốc tự cho mình là nước nghèo tài nguyên nên Biển Đông có giá trị rất lớn về kinh tế. Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc năm 2011 công bố điều tra địa chất đánh giá trữ lượng dầu thô tại Biển Đông trong khu vực Trung Quốc có chủ trương chủ quyền là khoảng từ 23 đến 30 tỷ tấn và khí tự nhiên khoảng 160.000 tỷ mét khối, chiếm 12% trữ lượng dầu khí toàn cầu. Ngoài ra, Biển Đông được đánh giá là khu vực nhiều tài nguyên băng cháy, nguồn năng lượng mới của thế kỷ 21. Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc năm 2013 công bố kết quả khảo sát băng cháy, cho rằng trữ lượng băng cháy của nước này trên đất liền ít nhất là tương đương 35 tỷ tấn dầu, nhưng tại Biển Đông ít nhất là tương đương khoảng 68 tỷ tấn dầu. Về quân sự, Biển Đông còn có giá trị to lớn về mặt quân sự đối với Trung Quốc do vị trí địa lý, diện tích, điều kiện địa hình và khí hậu của khu vực này. Trong 4 vùng biển có liên quan đến Trung Quốc như Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải và Biển Đông, thì Biển Đông là nơi lý tưởng nhất để lực lượng tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay thực hiện chiến lược của tập kết, huấn luyện, ẩn nấp và tác chiến liên hợp. Tổng diện tích Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải chỉ bằng 1/2 Biển Đông. Bột Hải có độ sâu trung bình 98 m, Hoàng Hải là 44 m, còn Đông Hải sâu hơn 359 m. Nhưng đây là vùng biển Mỹ và các nước đồng minh bố trí lực lượng trinh sát hùng mạnh, nên lực lượng tàu ngầm và tàu sân bay chiến lược của Trung Quốc khó ẩn nấp, diễn tập, tập kết tác chiến. Trong khi Biển Đông có độ sâu bình quân lên tới 1.212 m, sóng to, khí hậu phức tạp, là nơi phù hợp cho lực lượng tàu ngầm mang tên lửa liên lục địa ẩn nấp và cơ động. Về xây dựng cường quốc biển, Biển Đông là nơi để Trung Quốc triển khai thực hiện chiến lược xây dựng cường quốc biển. Năm 2012, Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa ra chiến lược xây dựng cường quốc biển và báo cáo của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là sự thay đổi quan trọng về chiến lược phát triển của Trung Quốc, vốn tự coi mình là một nước lớn về chính trị, quân sự, văn hóa trên lục địa. Nay Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia biển chủ yếu trên thế giới. Trong 4 vùng biển tiếp giáp với Trung Quốc như Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Biển Đông, thì Biển Đông là nơi phù hợp nhất để triển khai xây dựng cường quốc biển. Trong buổi học tập lần thứ 8 của Bộ Chính trị Trung Quốc về chủ đề xây dựng cường quốc biển, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh. Xây dựng cường quốc biển là một bộ phận cấu thành quan trọng trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, có ý nghĩa trọng đại đối với việc thúc đẩy kinh tế phát triển lành mạnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả, toàn diện, thực hiện thành công công cuộc vĩ đại phục hưng Trung Hoa. Cũng tại buổi học tập này, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, biển có vai trò quan trọng trong công việc phát triển kinh tế và cải cách mở cửa, có vị trí nổi bật trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển, vị trí quan trọng trong xây dựng văn minh, sinh thái cũng như cạnh tranh chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật quốc tế. Qua đó có thể thấy vai trò của biển trong chiến lược phát triển vĩ mô quốc gia của Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn, được nâng cao lên một tầm cao mới, nhất là vai trò của Biển Đông.